quay giới thiệu các bác một mẫu OP của Yamaha có mã là AX490. Con OP đánh hai kênh A và B, đánh đồng thời A và B. Trên OP có chỉnh bát tép, cân loa, lao lớt. Đây là đường vào âm thanh, input CD. Đây tôi đang bấm cái CD direct lên là nó sẽ tự động, không phải tôi phải tắt đi. Rồi, CD. OP đánh cực hay luôn nhá. Bán giá 3 triệu đồng. 3 triệu đồng các bác nhá, hàng 3 nguyên zin. Còn đơn vị đặc biệt một cái là nó chạy đa cầu điện. Con này thì rất nhiều người muốn mua đây. Đa cầu điện là có cả điện 120 220. Thì tôi nói luôn là rất nhiều người có nhu cầu muốn mua loại này. Đăng lên chắc các bác sẽ tranh nhau luôn. Còn đơn vị mã là AX490, hình thức còn rất đẹp luôn, góc cạnh không bị sứt mẻ. Xước thì có xước, không bị cong cớn nhá. Chắc con này các bác tranh nhau, tôi đoán 100%. Đây đánh hai đôi loa A B này. Nhìn mơ rơi, mơ rơi thầm mơ ta. Nghe tiếng rất hay luôn. Qua trái này, qua phải này. Chạy 4 xò than nhé, 4 xò than nguồn khá to. Tôi quay mặt sau các bác xem này. Đây số series 115 UVK. Điện là 110, 120, 220, 240, 210W, dùng đa cầu điện luôn. Đây đang xoay ở nước 220. Xoay lên nó sẽ thay đổi nhiều như thế. Đang cao vào đường CD. Tình yêu ta cho nhau. 3 triệu đồng con này nhá. Con này đánh cực hay đấy, điểm phê thật. Cứ mở to các bác nhé. Đêm nay trên phố mưa tơi bời, lòng nghe bao nhớ nhung đầy vơi. Làm sao cho anh vui, còn ai cho em vui bằng môi trên đôi môi, ôi tuyệt vời. Nghe tiếng rất căng. Đêm nay bát ra bát đẹp rồi, anh biết em thương. Nhìn mưa rơi thầm mơ ta chung đôi, lệ vương trên mi môi. Mặt tiền này chưa lau chùi, các núm lên trông nó hơi bẩn bẩn, nó xỉn đấy nhá. Lau rồi thì nó sạch bóng rồi ra. Biết làm sao vui đêm nay, biết còn ai vui đêm này. Bác mua hàng đặt cọc tôi khoảng 4 triệu vào tài khoản của tôi. Nếu ở xa, tôi cho số tài khoản. Bác gần thì đến tận nơi xem hàng. Cửa hàng tôi bán tại tòa V3, chung cư Văn Phú Victoria, khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông, Hà Nội. Xin cảm ơn các bạn. Để cho em yêu anh, để cho anh yêu em, tình yêu.